trà thanh nhiệt gốc nội thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Trang thương mại điện tử tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1. Cái việc hôm nay các bạn diễn tốt hay không, rõ ràng là do chính bản lĩnh của chính các bạn. Và nếu xét về bản lĩnh, về phần trình diễn ngày hôm nay, Bá Vương, Ngọc Vi, Hoàng Phương đều làm tốt, chỉ có một người làm không tốt bằng những người còn lại, đó là Tùng Dương. Và xin mời Oras Đức Phúc. Chị xin lỗi Dương rất là nhiều, bởi vì em đã tin tưởng chị, đã dũng cảm một lần nữa vì chị, vì khán giả, vì niềm tin của mình để quay lại. Nhưng mà luật chương trình, chị cũng không hiểu sao nó lại khắc nghiệt quá đến như thế và không cho phép chị được đồng hành cùng với các bạn trong vòng vừa rồi, khiến tới cái việc ngày hôm nay Dương diễn không có tốt. Nhưng mà điều đó cũng chứng tỏ rõ ràng cái bản lĩnh của mình so với các bạn, mình vẫn còn yếu hơn. Nhưng mà thật sự ra mà nói là Tràm đang nói là so với những thí sinh còn lại thôi. Còn thật sự để Tràm đưa ra quyết định thì không thể nào Tràm đưa ra quyết định được. Bởi vì như thế là không công bằng. Tràm cảm thấy không công bằng. Khi mà đã đưa bạn ấy về lại cùng với đội của mình rồi và không cùng bạn ấy chiến đấu để đi đến vòng bán kết vừa rồi. Cho nên là đó chỉ là nhận xét của Tràm thôi, còn cho phép Tràm không đưa ra quyết định của mình. Tính là không đồng hành hay gì, Tùng Dương cũng là đang trong đội chị Tràm. Mà Tùng Dương cũng đã trở lại tin tưởng chị Tràm và trở lại như vậy cùng với chị Tràm rồi. Thì em nghĩ rằng là chị Tràm nên có một cái điều gì đó để nói bảo vệ bạn ấy chứ nhỉ? Tại nếu mà chị đã xem những tập trước chị Linh bảo vệ thí sinh của chị như thế nào? Chị sẽ không làm điều đấy. Bởi vì chị luôn luôn muốn công bằng cho tất cả. Chị sẽ không vì thí sinh ở đội của mình để chị nói rằng hôm nay Ngọc Vi làm không tốt hay Bá Vương làm không tốt. Điều đấy là chị sống sai với chính bản thân mình. Nhưng em biết đâu có thể là vòng này Tùng Dương có chút gì đó không tốt thôi, cũng giống như Ngọc Vi những vòng trước. Vậy chị có sẵn sàng hy sinh vị trí của Vi để Tùng Dương của em vào không? Chị có sẵn sàng làm điều đấy không? Không thể nào vì em, vì Phương hay là thí sinh của đội chị mà hôm nay nếu các bạn làm không tốt, chị nói như không có điều gì xảy ra cả. Chị dù là con gái, nhưng những điều chị đã dám làm, chị sẽ dám chịu trách nhiệm với nó. Hôm qua chị đã dám đưa Dương về, chị dám chịu trách nhiệm với điều đó. Nhưng hôm nay bảo chị phải đưa ra quyết định là loại Dương, đó là một sự không công bằng với chị. Bởi vì bản thân chị không được tiếp xúc với em vòng vừa rồi. Và chị thật sự trách chương trình vì đã để cho Dương có một kết quả như ngày hôm nay. Chị thật sự cảm thấy có lỗi. Và nếu như những kết quả của hội nhà nghề giấu mặt ngày hôm nay chẳng hạn chị không biết, hay khán giả bảo rằng em bị loại, không bài về với chị, thì chị sẽ phải gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến Dương vì đã lại đưa em vào một tình huống như thế này. Chị xin lỗi em rất nhiều, rất rất nhiều. Con đường chinh phục The Debut không dễ dàng tí nào. Phải tập luyện với điều kiện cực kỳ nóng và khắc nghiệt, những bữa ăn cay nóng vội vã. Phải thức khuya dậy sớm, chờ tới lượt để bay lên sân khấu. Nhưng mà khi lên sân khấu thì phải tươi tắn, vui vẻ, tràn đầy năng lượng. Nhờ The Debut mình nhận ra rằng Dr. Thành có thể giúp mình tươi tắn và rạng rỡ. Cái ánh sáng ở trên soi chúng em không cần đâu, em sáng lắm rồi. Có Dr. Thanh, tươi tắn là view bất chấp nóng trong người. Trà thanh nhiệt Dr. Thanh, thanh nhiệt bên trong, tươi tắn bên ngoài. Bữa nay chỉ tập thôi, mai mới thi. Bữa thi thay đổi, hai tiếng nữa lên sân khấu. Đâu mà thi bây giờ? Thời cuối hôm nay mùa xuân qua dễ dàng, canh giá theo mùa hàng, giao tới ngay trong ngày mai. Oh, Tiki, oh, Tiki, Tiki.vn. Chị chọn em. Trang thương mại điện tử Tiki.vn hân hạnh đồng hành cùng chương trình dự án số 1.